Ok, xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với đầu tư tiền điện tử, em là Phong đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau nhận định và phân tích thêm về thị trường crypto và đặc biệt là Bitcoin nha anh chị nhé. Thì chúng ta thấy được là ở thời điểm hiện tại, trong ngày hôm qua em có nói đến cái khu vực kháng cự là khoảng 29.001. Và trong thời điểm đó thì anh chị thấy được là giá cả đã có sự từ chối mạnh đi xuống cái khu vực là khoảng 28.683 đô la. Và đó tức là cái khu vực hỗ trợ về hành vi giá nha anh chị nha. Đây anh chị thấy được là có những cái đỉnh trước đó và khi nó phá lên thì đây là một khu vực hỗ trợ và giá cả có một cái sự quay đầu ngược trở lại lên lại trên cái khu vực kháng cự Fibonacci 0.618 29.153 đô la. Và ở cái khúc đó trong ngày hôm qua thì em cũng đánh ngắn được hai lệnh ha. Một lệnh là ETH và một lệnh là Bitcoin ở những cái vị thế nó cũng khá là ổn. Vậy thì vì sao ngày hôm qua em không gồng tiếp cái lệnh này để mà có những cái mức giá nó sâu hơn? Thì vì cơ bản nếu anh chị thấy á là giá nó đến hỗ trợ và bắt đầu nó có cái sự gọi là giằng co, nó tích lũy lại để nó muốn bơm lên, thì cái thời điểm này là cái thời điểm em sẽ chốt ha, em sẽ chốt vì em thấy có cái tín hiệu là tích lũy ngắn hạn. Và khi mà chúng ta vừa chốt xong thì anh chị thấy được là giá cả bơm mạnh lên tới khu vực là khoảng 29.533 đô la. Và cái khúc này á thì anh chị phải lưu ý rằng là những cái volume nó đều bị triệt tiêu ha, volume mua đều bị triệt tiêu, là anh chị thấy được là volume mua tăng lên đúng không ạ, giá cả bơm rất là ảo luôn, và sau đó thì có một cái pha dập về, anh chị thấy được là nó triệt tiêu cái volume bán này thì nó đã triệt tiêu cái volume mua tăng lên trước đó, và đây là một cú fake cao. Và tại sao fake cao nữa anh chị, thì anh chị thấy được là ở trong đợt trước thì em cũng chia sẻ cho chị một cái chart đúng không ạ, và ở cái chart này thì em có nói rất là rõ với chị rằng á, bất cứ lần nào mà chúng ta có tín hiệu là bơm lên trên cái cạnh trên của cái kênh giá của chúng ta thì anh chị lưu ý là nếu như không có volume mua lớn thì chúng ta sẽ không lo ha, và ít nhất là nó phải phá ra được khu vực khoảng 29.900 tức là khoảng 30.000 với một volume mạnh thì chúng ta có thể là lon lên và đón những cái mức giá cao hơn. Còn thời điểm này khi mà anh chị thấy được là nó cứ nhô lên sập xuống, nhô lên sập xuống như thế này, và những lần nó nhô lên sập xuống như thế này như ngày hôm qua đi, anh chị sẽ cùng em theo dõi về cái sự thanh lý nha anh chị nha. Đây anh chị thấy được là chúng ta có kha khá những cái lệnh short bị thanh lý ở đây là khoảng 6 triệu đô lệnh short này. Và chúng ta có tiếp là khoảng 2,8 triệu đô lệnh short đó, và anh chị thấy được là rất là nhiều lệnh short bị thanh lý. Và nó cứ làm như vậy thì nó sẽ kiếm được kha khá ha anh chị ha. Em market maker nó sẽ kiếm được tiền nhờ những cái lần phát cao như thế này. Và đó là một cái lưu ý nữa ở trong thời điểm hiện tại là nếu như chúng ta không có bất cứ volume nào bứt phá ra khỏi khu vực này và bứt phá ra được khỏi cái vùng kháng cự 30.000 đô thì chúng ta sẽ không lo, mà chúng ta chỉ canh những cơ hội để short thôi nha anh chị nha. Anh chị có thể là short ngắn những khung thời gian là khoảng 1 giờ 30 phút, 15 phút cũng được, nhưng mà tuyệt đối là anh chị không nên lo quá vội khi mà chúng ta có những cái tín hiệu phát ra như thế này, để cho nó an toàn hơn khi mà chúng ta trading ở thời điểm mà nó đang rất là nhạy cảm. Cái tiếp theo ở khung thời gian 1 giờ mà em muốn chỉ ra cho anh chị cùng xem là gì. Ở đây thì anh chị thấy được là em sẽ cất bớt cái này đi. Ở đây chúng ta có một cái rising wedge ha. Đến thời điểm hiện tại ở khung thời gian ngắn hạn chúng ta đã xuất hiện một cái mẫu hình là rising wedge. Và đối với cái mẫu hình rising wedge thì cái tỷ lệ mà nó phá vỡ đi xuống nó sẽ rất là cao, nó cao hơn cái tỷ lệ nó phá lên ha anh chị ha. Thì chị thấy được là mỗi lần nó cứ chạm đến cái khu vực cạnh trên này đều bị bán xuống, đều bị bán xuống. Và một khi nó test đủ rồi, nó lấy đủ thanh lý rồi thì nó có thể là vòng xuống rất là nhanh chóng và có thể là đạt đến những mức giá sâu hơn. Đó thì anh chị có thể là xem qua cái mẫu hình này, và nếu như có tín hiệu breakout với volume lớn, anh chị có thể vào đây short ngắn ha. Đó, đây là cái khung thời gian 1 giờ để anh chị trading. Thì trước khi mà chúng ta đi đến với những cái nội dung tiếp theo thì anh xin giới thiệu đến anh chị một tí về sàn giao dịch CoinS sao. Thì đến thời điểm hiện tại thì CoinS đã trải qua một thời gian rất là dài ở trên thị trường rồi, và cũng như là có rất là nhiều khách hàng thân thiết tin tưởng sử dụng CoinS sao. Và đến thời điểm này thì anh chị thấy được là CoinS có những cái tính năng rất là hấp dẫn khi mà anh chị muốn phân loại những cái đồng coin, những cái danh mục khác nhau để anh chị tìm kiếm những cái đồng nào nó có thể là có tiềm năng phát triển để mà đầu tư ở trong tương lai. Thì anh chị thấy được là CoinS nó có cái tính năng chia phân mục như thế này ha, để anh chị có thể là tiện hơn trong quá trình mà chúng ta thẩm định và cũng như là đầu tư dễ nha anh chị nhé. Rồi ngoài ra thì anh chị có thể là tham gia vào những cái chương trình khác thông qua cái việc là trading. Thì ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều cái giải thưởng trading được mở ra hàng tháng, và anh chị cũng có thể là vừa trade vừa kiếm tiền, vừa có thể là thi vào những cái cuộc thi này. Và để mà chúng ta có thể là sử dụng qua những cái tính năng này và cũng như là tham gia vào những cái sự kiện của sàn GCOS, anh chị đừng quên là có thể đăng ký ủng hộ team bằng cách là click vào cái đường dẫn đăng ký em để dưới phần mô tả video này nhé. Và bây giờ chúng ta hãy tiếp tục đến cái nội dung tiếp theo của video ngày hôm nay. Ở khung thời gian 1 giờ chúng ta đã bày với nhau những cái yếu tố mà có thể là xảy ra đối với cái mẫu hình rising wedge, và cũng như là những cái vấn đề liên quan đến là sự thanh lý, những cái kháng cự mà anh chị cần phải theo dõi. Thì tiếp theo là chúng ta hãy nói đến khung thời gian là 4 giờ.
Ở góc nhìn 4 giờ như thế này rộng hơn thì anh chị thấy được là chúng ta cũng đang có một cái mẫu hình tam giác khác. Thì đối với cái mẫu hình này thì trong thời gian tới chúng ta sẽ có câu trả lời rằng là giá cả sẽ rớt lên trên hay giá cả sẽ rớt xuống dưới. Và để mà chúng ta kiểm tra rằng cái tỷ lệ nào cao hơn thì anh chị có thể là đếm ha. Một lần chúng ta chạm vào cạnh trên line, 2 lần, 3 lần, 4 lần, và đây là lần thứ 5 nó chạm lên cái cạnh trên của cái tam giác này. Và đối với ở khu vực ở dưới này thì anh chị xem thử nhé. Thì chúng ta có 1 lần, chúng ta có 2 lần, chúng ta có 3 lần, chúng ta có 4 lần, 5 lần ha, 5 lần. Có nghĩa là thời điểm này hai bên đầu trên đầu dưới, hai cái cạnh của cái tam giác này đang được test lại ít nhất là 5 lần rồi. Và đối với em thì cái tỷ lệ này cao hơn thì chúng ta có thể là nhờ cái sự trợ giúp của cái chỉ báo cluster ha. Anh chị thấy được là ở khung thời gian 4 giờ ở trong ngày hôm qua chúng ta đã phân tích rằng là cái tỷ lệ nó chạm đến quá mu và sau đó có tỷ lệ rơi xuống, nó đang rất là cao. Bởi vì sao? Nhìn những lần trước nha anh chị nha. Khi mà giá cả chúng ta tăng lên, cluster cũng tăng lên rồi đúng không ạ? Và khi mà nó giảm xuống thì anh chị thấy được là có phải cluster báo hiệu cho anh chị sớm vì đây sẽ là khu vực có thể là điều chỉnh hay không, và giá cả thì cũng điều chỉnh kèm theo đó là cluster. Trước đó nữa một tí anh chị thấy được là chúng ta cũng được dự báo là ở khu vực quá mua ở kênh thời gian là 4 giờ. Và anh chị thấy được là giá cả cũng rơi xuống khi mà chúng ta có cái tín hiệu báo quá mua của chỉ báo cluster. Đúng không ạ? Chúng ta cũng có cái tín hiệu như vậy. Và trong lần này ha, anh chị thấy được là gì? Chúng ta chỉ còn một chút xíu nữa thôi là chúng ta sẽ chạm đến khu vực quá mua rồi. Và với cái tỷ lệ này thì anh chị lưu ý rằng là chúng ta sẽ có cái sự gọi là rướng lên một tí ha. Nó có thể là rướng lên trên, dập dìu ở trên này như thế nào đó thì có thể là có trường hợp đó xảy ra. Nhưng mà để mà an toàn á, thì anh chị cũng có thể là canh, nếu như mà khi mà chúng ta có một cú đẩy lên, chúng ta quét đi những cái thanh lý trước đó và chúng ta rơi xuống á, thì thời điểm đó là thời điểm anh chị sẽ short ha, nó quay trở lại cái vùng tam giác này là thời điểm anh chị sẽ short. Và anh chị có thể là target sâu hơn đến khu vực là khoảng 27.800, 27.900 là và chốt một phần lời ra trước đó. Tại sao lại chốt một phần lời? Tại vì á, nếu như mà chúng ta chốt hết thì chúng ta sẽ có thể là đánh mất một cái cơ hội ha. Em sẽ đo thử cái chiều cao của cái tam giác này. Đây, em sẽ lấy cái thước em đo cho nó dễ nhìn. Nếu như mà chúng ta tính cái chiều cao của tam giác này và lắp xuống đây thì cái vùng target của chúng ta có thể là hướng đến là khoảng 25.000. Ha, quanh khu vực này khoảng 25.000 nếu chúng ta rớt xuống. Đó thì anh chị có thể là chốt bớt một cái phần gốc khi mà giá cả nó rơi về đây. Ha, và sau đó là chúng ta có thể là chờ thêm cái mức lợi nhuận tiếp theo nếu như mà cái mẫu hình này nó rơi xuống. Và đối với cái mẫu hình này á thì anh chị cũng có thêm một cái cách nữa để an toàn, là sao? Là khi mà anh chị không muốn short mạo hiểm ở quanh khu vực này á thì anh chị có thể là chờ nó rơi xuống đây, nó phá ra và nó test lại, sau đó từ chối tiếp thì anh chị vào đây anh chị short, anh chị vẫn còn cơ hội để ăn ha. Đó là một cái cách an toàn nữa. Và anh chị lưu ý là những cái vấn đề này em chia sẻ ra là cái cách mà em đang nhìn vào cái chart và em chơi như thế này, em nói như vậy, và mỗi người một cách chơi. Và anh chị có thể là chơi ngược lại như một số anh chị comment ở dưới video đó, là tùy anh chị ha, mỗi người một cách chơi, ai thắng ai thua thì cũng là tiền của mình mà đúng không ạ? Đó, và đối với cái vấn đề này nữa là chúng ta có một cái mẫu hình tương tự ở trong cái đạt tăng mà từ cái khu vực là khoảng 19.000 lên tới 30 30 lên tới 30.000 đó anh chị. Thì trước khi mà tăng được đến 30.000, anh chị thấy được là nó cũng có cái sự giằng co test lên test xuống như thế này và sau đó nó break ra. Anh chị thấy không ạ? Anh chị thấy được break ra là thời điểm đó là ở khu vực quá mua này, anh chị thấy ở trên này. Đúng không ạ? Chúng ta ở quá mua này và nó cũng tương tự với thời điểm hiện tại, và khi mà nó break xuống, khi nó rớt xuống như thế này đến khu vực quả bán thì anh chị thấy được là nó đi một sải khá là xa. Đó thì bây giờ chúng ta sẽ trông chờ thôi là cái lịch sử nó có lặp lại tương tự như vậy hay không. Và đánh đổi với cái vấn đề đó là gì? Là anh chị phải có SL. Và đương nhiên nếu như mà ở thời điểm này anh chị muốn vào lệnh short á, thì anh chị lưu ý là SL của anh chị phải nằm ở quanh khu vực khoảng 30.000 đô, 29 30.000 đô ha. Và TB thì anh chị có thể là TB xuống tận cái vùng khoảng 25.000, 25.400 gì đó. Gì đó thì anh chị thấy được là chúng ta sẽ đánh đổi là nếu như chúng ta giảm ở đây mà kết hợp cả đòn bẩy mà khoảng ít 10 đi thì nó rơi tầm khoảng 30% ha. Còn nếu như mà chúng ta chấp nhận lãi, chúng ta chấp nhận lỗ và chúng ta canh chừng cái mức lãi thì nó sẽ nhân lên con số khá là lớn, khoảng 120% ở đối với cái lệnh này. Nếu như chúng ta xài cái đòn bẩy tầm ít 10 ha, và đối với những cái thời điểm mà nó nguy hiểm như thế này chúng ta không nên xài đòn bẩy lớn. Anh chị nào chơi ngắn, chơi tí khoảng vài phần trăm chị chốt thì anh chị mới nên xài đồng bay lớn ha. Còn nếu như anh chị muốn trông chờ những cái mức nó cao hơn nhưng mà vẫn muốn đánh đổi một cái sự mạo hiểm ở đây thì cái vấn đề đồng bay nhỏ từ ít 10 trở xuống nó sẽ an toàn hơn khi mà anh chị vào lệnh. Rồi thì kèm với cái mô hình này chúng ta cũng sẽ phải xem qua một vài cái dữ liệu nữa trên Coclass. Đây, em sẽ cùng nhau xem với anh chị ha. Đây,
Thì cái dữ liệu mà em muốn xem là gì? Đó chính là dòng tiền phái sinh open interest. Anh chị thấy được là chúng ta có cái dòng tiền phái sinh vẫn đang ở trong một cái đà giảm. Vẫn đang ở trong một cái đà giảm ha, và nó chưa có dấu hiệu tăng, tức là sao? Phe long ở trong thời gian từ cái thời điểm là khoảng 2 14 tháng 4 ha, 14 tháng 4 kéo dài đến thời điểm hiện tại là chúng ta chưa thấy phe long có một cái sự bứt phá. Chưa thấy ha, từ cuối tháng trước đến giờ. Và đối với thời điểm hiện tại thì anh chị thấy được là chúng ta cũng có cái mẫu hình rất là giống ha, rất là giống so với cái mẫu hình của Bitcoin ở khung thời gian 4 giờ. Thì cái này là em 1 giờ em đưa về 4 giờ, anh chị sẽ thấy rõ hơn là khi mà anh chị muốn an toàn hơn, anh chị cứ xem dòng tiền phái sinh. Nếu như chúng ta có cái sự sụt giảm ra khỏi cái khu vực là khoảng 11 tỷ mốt ha, ra khỏi khu vực khoảng 11 tỷ mốt thì anh chị có thể là canh để chúng ta short xuống, rồi thì thời điểm đó là thời điểm mà dòng tiền nó sẽ bị hụt đi và giá cả cũng sẽ có sự ảnh hưởng thông qua dòng tiền phái sinh này ha. Vừa qua chúng ta đã phân tích qua Bitcoin rồi, chúng ta chỉ lo nếu như chúng ta phá vỡ ra khỏi khu vực 30.000 đô này, còn không, nếu chúng ta không có bất cứ cái volume nào tăng trưởng mạnh và bứt phá lên á, thì anh chị bắt buộc phải đánh đổi và cũng như là trông chờ những cái khu vực giá giảm có thể là diễn ra sâu hơn. Và bây giờ chúng ta hãy xem qua một tí về ETH. Ở trong ngày hôm qua thì thực tế ra là cái lệnh đó em ăn nó cũng chớp nhoáng thôi, nó cũng tương tự như là Bitcoin. Thì anh chị thấy được là gì, chúng ta cũng có một cái khu vực hỗ trợ quanh khu vực này, đúng không ạ? Và đến cái khúc này thì khi mà nhìn ở chẹt 1 giờ, anh chị thấy được là nó tích lũy ở đây, nó bơm lên thì bắt buộc là lúc đó em chốt cả hai lệnh Bitcoin và ETH rồi. Và sau khi mà nó bơm lên thì anh chị thấy được là lại diễn ra với cái kháng cự của Ethereum ha, chúng ta chưa phá ra được khỏi khu vực kháng cự này. Và cái volume mua ở trong ngày hôm qua nó tương tự Bitcoin ở cái chỗ là gì, khi mà nó tăng lên, đây là anh chị nè, khi mà nó tăng lên thì nó bị triệt tiêu ngay. Ở thời điểm hiện tại chúng ta vẫn chưa thấy cái sự xuất hiện của những cái volume mua lớn, cho nên là cái tỷ lệ ETH nó sẽ điều chỉnh, nó cũng đang khá là cao, và kèm theo đó là cluster. Ở 1 giờ chúng ta cũng đã đến quả mua, ở 2 giờ chúng ta vẫn đang ở trong tiến trình tiến đến là quả bán, ở 4 giờ thì sao anh chị, ở 4 giờ chúng ta mới gọi là nhấp nháy từ quả mua đi xuống thôi, và cái chặng đường đến quả bán nó còn rất là xa anh chị ha. Và anh chị thấy được là cái cluster này nó chuẩn khi như thế nào, khi mà chúng ta thấy được có sự bật nhảy của giá cả ở đây, cluster nó cũng đã đến quả bán, nó báo hiệu rằng là chúng ta có thể long lên. Và khi mà đến kháng cự thì ngược lại với cái vấn đề long là chúng ta phải canh để short xuống. Đó là về ETH và cũng như là về Bitcoin, và video ngày hôm nay thì nó sẽ dừng lại tại đây thôi. Và anh chị lưu ý rằng á, là những cái gì mà em chia sẻ đến chị á, nó không có yếu tố là lời khuyên đầu tư. Bởi vì sao? Bởi vì là tất cả những cái công cụ em phân tích, những cái chỉ báo, những cái Fibonacci hay là kháng cự hỗ trợ thì nó chỉ là cái 50-50 để chúng ta nhìn vào đó và chúng ta quyết định là chúng ta có vào lệnh hay không thôi. Còn thị trường thì nó luôn luôn có nhiều cái sự bất ngờ. Cho nên là khi mà anh chị xem video này, anh chị trade, anh chị nên có SL, và anh chị lưu ý là chỉ tham khảo những nội dung thôi. Hãy tự phân tích kỹ thuật theo cái kinh nghiệm, theo cái bản thân của mình, và cũng như là xem qua video này để coi thử là những cái rủi ro nó đang nằm ở đâu và giảm thiểu rủi ro nha anh chị nhé. Rồi thì xin chúc tất cả anh chị có những cái lệnh nó thật là an toàn và cũng như là kiếm được lợi nhuận ở trong thời gian tới. Thì nếu như video này mang lại những cái giá trị cho anh chị thì anh chị đừng quên có thể là để lại nút like và nút đăng ký để ủng hộ team phát triển trong thời gian tới nha anh chị nhé. Rồi thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video lần sau.